người và kẻ cạn nha. Đó là chiếc máy sới đây, máy lớn là một chiếc máy nhỏ, máy lớn hai chiếc rồi. Toyota M5000 đấy, chiếc nhỏ chạy tốc độ không. Chiếc 5000 đây này có gắn cái xúc lạc luôn á, đủ máy tháo rồi, tay này có chọc luôn. Thấy không, chiếc 5000 chạm trước đấy, đó xúc lạc đây, mình thấy ta tháo rồi. Cái bồ nó lủng sao chỗ đó ra khói. Dưới kia cũng có chiếc 5000 nữa. Được, đẩy lùi kìa. Có dần cọc quén sau mình đẩy lùi được hết. Đó, gò đẩy lùi nữa. Sạch sẽ luôn. Đây nó cũng có hộp sọ gắn theo trục sau lại, cái trục sau à. Cũng có chỗ gieo à, mấy đã bên kia gieo lúa xanh à. Này chắc làm luôn tới luôn hai tét sao chứ. Đó mình quay ha. Tài xế chạy hai sới hai tét. Mấy đám ruộng này bà con ta đã gieo rồi. Cái đám này dài trời ơi, tốt kia luôn. Này cái chiếc đám này sới luôn tác hai. Có trục sâu mình lợi, lấy cái chục đó mình làm cái khai luôn.
đó mình thấy một đám dài thật lớn. Có cái khách sạn ở trước kìa, mọi người nhìn thấy đẹp không? Đa số là tòa nhà chảy à. Một mình ít cái đám ruộng lớn như này, xa quá vậy mày. Dọc mấy bụi cây á là cái đó có sông, sông cái dọc bụi cây đó. Cái 5.000 này mình thấy không mới nè, còn mấy mươi trăm, 80% ấy. Mấy nhà tại nhà thấy là chạy kỹ không, mấy tài chiếc tua ta bên kia tài thấy hơi bạo một chút đó, thấy không, từ đạp đi cái chừng nào mà hư nó nổi. Này loại là cái gì? Nồi đồng với khối đá như thôi chứ. Lùi tài xế lùi đẩy à. Đó hơi gò à. Máy nó nổ căng kìa. Tay máy lớn mà kéo sới với chục làm cũng bằng phẳng hơn, rồi sới tạc hào luôn. Xin kết thúc video này.